Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bảng xếp hạng sau Cbiz tuần 3 tháng 10, vừa Nhất Bác, Triều Lệ Dịnh đứng đầu, Tiêu Chiến giảm hạng. Danh sách những diễn viên hoa ngữ nổi tiếng tuần này có sự hiện diện của nhiều gương mặt đình đám, được công chúng mến mộ. Tìm hiểu ngay dưới đây. Vừa qua, Power Star đã công bố bảng xếp hạng cho những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10. Được biết, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu cử của cư dân mạng. Người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những nam nữ diễn viên trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc trong một tuần. Theo đó, kết quả cuối cùng như sau. 1. Vừa Nhất Bác, 2. Chu Nhất Long, 3. Tiêu Chiến, 4. La Vân Hy, 5. Đặng Luân, 6. Thanh Nghị, 7. Trương Nhược Quân, 8. Nhậm Gia Luân, 9. Lý Hiển, 10. Tống Uy Long. Về nữ diễn viên, 1. Triều Lệ Dịnh, 2. Tống Thiến, 3. Dương Tử, 4. Dương Mịch, 5. Địch Lệ Nhiệt Ba, 6. Đàm Tùng Vận, 7. Triều Lộ Tư, 8. Cúc Tỉnh Y, 9. Lưu Diệc Phi, 10. Lưu Thi Thi. Theo dõi South Star để cập nhật thêm thông tin mới nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.